Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 1 tháng 7, nếu đã tích hợp giấy phép lái xe và ứng dụng định danh điện tử VNEID, người dân có thể xuất trình thông tin qua ứng dụng mà không cần dùng bản cứng như trước đây. Không cần mang giấy phép lái xe vật lý tham gia giao thông là một trong những quy định mới của Bộ Công an nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi di chuyển và cũng hỗ trợ công tác kiểm tra xử lý vi phạm của lực lượng chức năng bên cạnh đó theo thông tư mới việc tạm giữ giấy tờ giấy phép lái xe cũng được thực hiện trên môi trường điện tử với cơ sở dữ liệu điện tử do bộ công an quản lý việc kiểm tra và xác thực thông tin trở nên nhanh chóng và chính xác hơn điều này giúp giảm bớt tình trạng gian lận sử dụng giấy tờ giả mạo trong giao thông